đó đó cô chú thấy chưa, đấy bà vàng bà ấy cứ chạy chạy quanh quanh cái cổng này để mẹ cháu dắt xe ra đi làm, là bắt đầu mở cổng ra thì đương nhiên là trong khi dắt xe, hai tay dắt xe thì đâu có cầm được roi thì không làm gì được nó, thì bắt đầu nó chạy ra này. Đấy bây giờ là đi, bây giờ là đi lại gần nó là cũng khó khăn đấy, nó không cho xích lại đấy. Còn nếu mà mình nó cứ chạy vòng 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 quanh cái ao sen đấy, không thể bắt được nó. Còn nếu mà mình mà gần lại gần thì nó lại chạy chạy khi mà mình dắt xe á, là bắt đầu là nó biết mình là đang dắt xe thì bắt đầu nó chạy ra cái cổng để nó đi đi về trụ sở nhà của nó. Nó bị nhốt ở đây nó không thích rồi. Đấy. Đấy, khổ thân Nho không ở. Ở mấy ngày mà không chơi với Nho vẫn một mình. Đấy, đấy bà ấy có chơi chịu chơi với con Nho đâu mà. Đấy, cứ một mình mà Nho sấn lại là nó cắn nha. Nó khó chịu. Đấy. Đấy, khổ thân không? Đấy, bà cứ thui thủi một mình thôi. Bà nhịn cả ngày hôm qua rồi, bà đình công, bà không chịu ăn, bà bỏ ăn rồi vì bà tức. Đấy, bà ấy tức là mẹ nhốt ở đây, mẹ nhốt ở nhà không cho đi về trụ sở của nó, nhà của nó. Cho nên là nó tức, nó bỏ ăn một ngày hôm qua rồi đó. Sáng thì sáng hôm qua cho uống sữa cũng không uống. À, giờ mày cho sờ vào rồi hả? Đấy, nhưng mày sợ không xịt, sợ xích nữa à? Đấy, đấy đấy là bắt đầu sờ vào là bắt đầu là ganh tị là không cho đấy, bắt đầu đó. Ngồi Nho cứ ngồi một mình chơi thôi chứ còn cũng không vật nhau với đứa nào được, vì chó chó cỏ với lại chó khác là không bao giờ nó thích chạy nhảy nhiều, vật nhau nhiều chỉ có dòng La dòng của nó thôi, chỉ có chị em nhà nó mới vật nhau nổi cả ngày được, chứ còn thì chó nào của nó cũng sợ hết. Đấy, cứ đi lại gần là nó tránh thôi, lại gần là nó trốn thôi. Đấy, bà cứ chờ sẵn ở cái cổng này để khi mẹ dắt xe ra là nó chạy về thôi, nó chạy trốn về nhà nó thôi. Nó ở trụ sở quen rồi, nó tự do thoải mái quen rồi, giờ nó đâu có thích ở đây. Ừ, thôi được rồi, tí nữa ăn ăn sáng xong nhé, mẹ đang nấu cơm, mẹ cho ăn sáng xong là mẹ thả ra nhé. Nha. Nha. Rồi mẹ thả ra cho về nhé, chứ tao nhốt mày ở đây không được cái gì hết. Mệt mỏi lắm. Mày kêu rên, mày bỏ ăn. Mày kêu lên cả đêm, mấy đêm nay tao không ngủ không được rồi, không thể làm việc được. Tôi còn phải đi làm chứ có phải ở không đâu. Hả? Tôi còn phải ngủ, tôi còn phải đi làm việc chứ. Bây giờ ở đây có mấy tháng thì vẫn cứ kêu rên khóc rên thôi. Ở đây mấy tháng trước, ngày xưa trước khi chưa có Nho nó cũng ở đây mấy tháng, nó cũng đi đi về về suốt, nó có chịu ở đâu mà. Mẹ đi làm là nó đi theo, mẹ về là nó đi về theo, chứ nó không chịu ở đây một đâu. Ở hẳn là nó không ở. Đấy. Không thể quen được nha các cô chú, đừng có nói là nếu cho nó ở đây đi nó quen, nó đã ở đây hàng mấy tháng mấy năm trước khi Nho về rồi nó còn không quen nữa, là giờ bảo ở đây nó quen sao được. Mẹ cho muốn cho về đây để tắm sạch sẽ, chị ve chị dặn rồi chích ngừa xong rồi thôi, thôi cho hồi này ở trụ sở là nắng nóng bốn hơn 40 độ thương quá, muốn về đây cho nó mát, nhưng mà kiểu này thì nó ở đây nó còn khổ hơn, nó không chịu khóc lóc. Chó nó trung thành, nó đâu có muốn ở nhà người khác đâu. Mà ở cơ quan thì mẹ cũng cho ăn ngày ngày nào cũng cho ăn no rồi mà, đâu có gì đâu mà khổ, ở đấy sướng hơn chứ. Nhiều người không hiểu, khăng khăng phải ở nhà mẹ nó có chịu ở đâu mà ở. Ở đây đầy đọa nó thế này thì nó cũng khổ hơn ở trên kia. Đấy, không chịu chơi với em, về mấy ngày trời không chịu chơi với em một giây một phút nào hết, cứ Nho nó đi lại gần là bắt đầu né tránh chạy chạy trốn nó không à, không được cái tích sự gì hết á. Thế thì thôi thả ra đi về nhé, rồi tí nữa ăn no xong tôi thả bà về, mệt mỏi quá nghe không, sao sao mệt mỏi quá không chịu chơi với em, chơi với em đi nào, chơi với em đi, ra chơi với em đi chứ không chịu chơi với em gì hết vậy. Cứ chui ở trong nhà buồn rũ rượi ra kêu khóc bỏ ăn. Nho bà đang hóng hết. Ở đây có mấy tháng thì nó cũng không chơi với con Nho đâu, không chơi, không chơi một giây một phút nào hết luôn đấy. Nho thì gặp ai mà chả mừng, không phải riêng gì vàng mà gặp ai thì nó cũng vui mừng vậy đấy. Nó hiền mà, nó mến khách mà, nó thân thiện mà, nên gặp ai nó cũng mừng, nó cũng muốn
muốn gặp người, mọi người. Con chó nào nó cũng mừng đấy, chó hàng xóm nó cũng thích đây này, đấy, chó nào nó cũng thích hết, nó không có không con nào mà nó không thích. Nhưng mà những con này lại không chơi với nó, có chơi với nó đâu, vẫn khóc á. Mấy ngày nay vẫn cứ khóc á. Chị Vàng về, của chị Vàng có chơi với em đâu mà, nên nó vẫn khóc á, nó vẫn buồn, nó vẫn khóc á. Đấy, tôi đến sang đến vẫn khóc, cái mắt vẫn tét kia kìa, vẫn khóc vẫn buồn nha, chứ không phải là có Vàng về mà vui với lại hết khóc đâu, không hề không hề. Tối hôm qua nó vẫn khóc, đến bữa ăn nó không thấy con Mận đâu, nó vẫn khóc. Tối ngủ nó vẫn rên gì, vẫn khóc, không có được cái gì hết, không có khác được cái gì hết. Đấy, bà Vàng này bà ấy không chịu chơi với em một giây một phút nào hết, à, cứ né 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 chạy chạy em ra đến nơi là chạy cắn cáu cậu luôn, cậu em nho luôn, không chịu cho em nho đến gần. Thằng mực lùn này nữa, từ hôm mẹ chị nó mất đến giờ là bắt đầu bắt nạt nó suốt, cứ chửi xả vào mặt nó, láo tét thế, thằng mực lùn láo tét lắm. Đấy, bắt đầu nho ngồi dậy để ngóng hàng xóm thôi, chứ con Vàng là không chơi. Đấy, bây giờ là đấy, giờ ngồi canh cổng, canh cổng để mẹ dắt xe ra là chạy trốn đi ra đấy, nhất định không, giờ lại không chịu vào nhà đâu. Còn bình thường mẹ ở nhà thì chui vào trong nhà để trốn, không chịu ra chơi với các em. Đấy, nó lại độc lạ thế chứ, không chịu ra chơi với các em, à, trốn ở trong gầm nhà. Nhưng mà mẹ dắt xe ra là bắt đầu ôm cái cổng để đòi về. Trời ạ, à, sợ bà quá. Thôi tí nữa ăn xong tôi cho bà về nhé, mệt mỏi.